Chào các bạn đến kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phương pháp nguyên hàm bằng mũ cột. Thì đây là một phương pháp cực kỳ hay và giúp chúng ta rất là nhanh trong việc tính toán nguyên hàm của các hàm số. Thì trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình và nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Ok, ta sẽ bắt đầu. Trước hết mình ghi cái tựa bài ở đây. Nguyên hàm mũ cột. Bạn lưu ý cho mình như sau, thì phương pháp này cực kỳ dễ làm, tuy nhiên nó cũng phải có những cái trường hợp và cũng như có một vài lưu ý cụ thể. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Rồi các bạn để ý kỹ cho mình như sau, thì chúng ta sẽ luôn luôn chia thành hai cột, một bên được gọi là cột đạo hàm, bên đây mình ghi là cột đạo hàm, thì mình có thể ký hiệu nó là U cũng được, U. Rồi còn bên đây là cột nguyên hàm thì mình sẽ ký hiệu nó là DV, tại vì nó cũng giống như tích phân từng phần thì nó cũng sẽ có U và DV. Rồi bây giờ bạn lưu ý cho mình như sau, ở bên cột đạo hàm này thì ta sẽ đạo hàm từ trên xuống dưới, nghĩa là chúng ta chỉ đạo hàm ở bên cột đạo hàm thôi, và tương tự bên cột tính nguyên hàm nó sẽ nguyên hàm từ trên xuống dưới. Bạn lưu ý cho mình chúng ta chỉ tính nguyên hàm ở cột này thôi, thì ở cột nào nó chỉ làm việc của cột đó, với mỗi trường hợp cụ thể thì các sẽ có cách làm khác nhau. Rồi các bạn lưu ý cho mình các trường hợp sau, thì đây chính là lý thuyết. Thì như cái phương pháp nguyên hàm từng phần, chúng ta có các cách chọn u và dv theo thứ tự log là logarit, đến đến đa thức log đa thức, đây lượng là lượng giác, và sau đó đến là mũ là cuối cùng. Rồi log đa lượng mũ, đây là thứ tự đã đặt u và dv cho nguyên hàm. Thì bạn lưu ý cho mình như sau, thì mình sẽ xét các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất đó chính là gì, mình đặt đây là trường hợp 1. Rồi đó chính là mình sẽ xét trường hợp là nguyên hàm nó chứa đa thức, đây đa thức, thì đa thức sẽ đi với một trong hai yếu tố là lượng giác hoặc là đa thức với mũ. Thì mình sẽ xét trường hợp thứ nhất là đa thức với lượng giác hoặc là đa thức với lại mũ. Rồi bạn lưu ý cho mình, thì nếu như ta xét trường hợp này ở cột bên đạo hàm của nó sẽ là đa thức, đây thì mình sẽ ghi ở đây là đạo hàm, thì ở đây là đa thức, ở bên đây đa thức, còn bên đây là nguyên hàm thì nó sẽ là lượng giác hoặc là mũ. Rồi đây, do cách đặt của chúng ta cũng có đa thức và lượng giác hoặc là đa thức và mũ, thì ta sẽ đặt bên cột đạo hàm là đa thức và cột bên nguyên hàm của nó sẽ là lượng giác hoặc là mũ. Ví dụ như mình có là x mũ 3 chẳng hạn đi, thì đa thức thì mình sẽ đạo hàm xuống, nghĩa là sao, ở đây sẽ giữ là 3x bình, ta đạo hàm xuống, sau đó 3x bình ta đạo hàm tiếp là 6x. Rồi 6x thì ta đạo hàm xuống là số 6. Rồi 6 thì nó về 0. Rồi ở cột này mình chỉ đạo hàm hết luôn nha các bạn, đạo hàm từ trên xuống dưới. Ví dụ ở đây bên mũ thì mình ví dụ một cái đơn giản nhất là e mũ x chẳng hạn, ở dưới thì nó sẽ nguyên hàm của e mũ x cũng chính là e mũ x, thì tương tự tiếp tục cũng là e mũ x, ở đây e mũ x và đây là e mũ x. Rồi thì đây, thì bây giờ việc tiếp theo của ta là ta sẽ đặt những đường chéo vào trong hình này thì như thế nào. Nghĩa là mình sẽ đặt đường chéo từ cái đầu tiên qua cái thứ hai bên đây chéo. Rồi tương tự bạn cho mình kẻ mình cột chéo như thế này, thì ta cứ nối các cột chéo với nhau. Thì đây thì bạn lưu ý cho mình, thằng đầu tiên của bên nguyên hàm, cái đầu tiên của bên nguyên hàm và cái cuối cùng của bên đạo hàm thì nó sẽ không có đường chéo nào nối vào nó. Bạn lưu ý cho mình điều đó rất quan trọng luôn. Rồi thì chúng ta sẽ đan các dấu cộng trừ liên tục, nghĩa là sao, đây sẽ là cộng trừ cộng, đây là trừ. Rồi thì đây chính là cái cách để chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ đến một vài ví dụ. Rồi bây giờ mình sẽ đến với hai ví dụ cho hai trường hợp trên, chính là gì, hãy tính cho mình. Rồi, mình đặt đây là y1, hãy tính cho mình nguyên hàm của x bình cộng 3 nhân cho e mũ x đến, đó đây là nguyên hàm 1, và y2 là bằng nguyên hàm của x trừ 5 nhân cho cos x đến. Rồi thì bây giờ mình sẽ xử lý hai câu này bằng phương pháp mũ cột.
Rồi, với nguyên hàm đầu tiên thì mình nhận xét đây là một đa thức và một cái mũ, thì chúng ta sẽ áp dụng cái bảng trên như sau. Ở bên đây sẽ là U đạo hàm, ở bên đây sẽ là DV. Rồi, ở bên U thì mình sẽ ghi đa thức đó ra là x bình cộng với lại 3. Bên DV chính là nguyên hàm lên là em mũ x. Rồi, bây giờ bạn để ý kỹ cho mình, bên cột đạo hàm thì chúng ta chỉ tính đạo hàm mà thôi. Đó chính là gì? Ở đây là đạo hàm của x bình cộng 3 là 2x. Đạo hàm của 2x là 2, đạo hàm của 2 là 0. Rồi, ở cột đa thức ta đạo hàm cho đến khi nó ra kết quả là 0 thì ta sẽ dừng lại. Rồi, bên cột nguyên hàm ta sẽ tính đây là e mũ x. E mũ x, và tiếp tục là e mũ x. Thì một điều chúng ta quan trọng chứ là bây giờ mình sẽ kẻ các cái đường chéo, mình nối lại. Rồi, mình sẽ đan các cái dấu cộng, trừ, cộng như thế này. Rồi, vậy mình sẽ suy ra được là y1 chính là bằng cái gì? Bây giờ việc chúng ta quan tâm ở đây chính là chúng ta sẽ lấy hai cái biểu thức được nối với nhau, chúng ta nhân lại với nhau. Đây, ở đây là x bình cộng với lại 3 nhân cho e mũ x. Rồi, có dấu cộng thì chúng ta sẽ đặt dấu cộng ở phía trước nó. Rồi tiếp tục, cái thứ hai ở đây dấu trừ thì mình sẽ dấu trừ đằng trước. 2x nhân e mũ x. Ở đây có dấu cộng cộng 2 mũ nhân e mũ x. À, biểu thức này đẹp là do nó có e mũ x là nhân tử chung, thì ta có thể đặt chính là bằng cái gì? E mũ x là nhân tử chung, x bình trừ 2x cộng 5. Đây, và đây chính là kết quả cuối cùng chúng ta tính ra được là nguyên hàm của biểu thức trên chính là bằng e mũ x nhân cho x bình trừ 2x cộng với 5. Rồi, thì tương tự như bên kia thì chúng ta cũng làm tương tự luôn. Đó chính là gì? Mình sẽ chia thành hai cột là U và DV. Bạn nhớ cho mình, U là sẽ là đa thức, DV thì nó sẽ là lượng giác, là cos. Rồi bên cột U thì chúng ta chỉ đạo hàm xuống cho đến khi nào ta thu được số 0 ta sẽ dừng lại. Còn cột DV thì ta sẽ nguyên hàm lên, nguyên hàm cho đến khi nào ngang với bên kia là số 0 ta cũng dừng lại. Chính là gì? Đây, đạo hàm xuống là số 1. Nguyên hàm của cos x là sin x. Rồi đạo hàm của số 1 là số 0. Nguyên hàm của sin x là trừ cos x. Bạn nối cho mình đường chéo lại. Rồi, ta sẽ đặt dấu cộng, dấu trừ như thế này. Vậy ta sẽ suy ra được là y2 chính là bằng cái gì? Là chúng ta sẽ lấy tích của các cái hai cái đường chéo nhau. Nghĩa là sao? Mình sẽ lấy x trừ 5 mình nhân sin x. Có dấu cộng đằng trước. Rồi, và có dấu trừ. 1 nhân cho trừ cos x. Rồi, đây mình sẽ trình bày một cách kỹ càng ha. Rồi, như thế này. Rồi, cái này chính là bằng cái gì? X trừ 5 nhân cho sin x. Ở đây là cộng với lại cos x. Rồi, thì đây chính là kết quả cuối cùng chúng ta thu được. Rồi thì như các bạn thấy, phương pháp này sẽ giúp chúng ta gần tính nguyên hàm cực kỳ nhanh khi chúng ta tích phân từng phần mà nó cái biểu thức nó dài. Chẳng như nếu như bạn gặp cái biểu thức ở câu A đi thì chúng ta phải làm 3 lần như thế này. Khi là khi chúng ta đặt U và DV thì chúng ta phải đặt đến 3 lần liên tục thì nó khá là dài và phức tạp. Thì làm cách này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhanh luôn. Như bạn thấy thì chúng ta chỉ vẽ mỗi cái bảng này là xong rồi. Như tương tự bên đây thì nếu như bạn làm như thế này thì chúng ta phải đặt đến 2 lần lận thì nó khá là phức tạp. Thì cho nên thì để tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại dạng thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng thứ hai. Ở đây mình sẽ ghi ở đây. Các bạn lưu ý cho mình, đó chính là dạng hai, đó chính là mũ và lượng giác. Lượng giác và mũ. Đây, pseudo log đa lượng mũ thì đây chính là hai cái cuối cùng của chúng ta và chúng mình nên gọi đây là tích phân lập. Thì tại sao chúng ta lại gọi nó là tích phân lập? Bởi vì khi chúng ta sử dụng cái UDV bằng UV trừ VDU thì nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục và đến khi đó ta sẽ phải đặt ẩn phụ là y cho các cái tích phân đó. Thì tương tự như bên đây thì nó cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ có một cái cách kẻ bảng khác. Tuy nhiên nó cũng phải tuân thủ một số quy tắc sau. Và đây là một cái mình gọi là đạo hàm. Tương tự như bên kia luôn. Đạo hàm, bên đây là nguyên hàm. À, để ý kỹ cho mình. Thì bên đây mình sẽ đặt là U, bên đây là DV. Thì tương tự thì mình cũng phải tính đạo hàm và nguyên hàm của nó. Thì bạn nhớ cho mình, đó chính là gì? Theo cái quy trình chúng ta đặt U và DV, đó chính là gì? Log đa lượng mũ. Thì ở đây đạo hàm thì chắc chắn của nó chính là lượng giác trước. Lượng giác phải lên trước. Rồi, còn nguyên hàm của nó sẽ là mũ. Thì cách làm nó cũng phải tương tự, đó chính là cột bên đây thì ta chỉ đạo hàm hết và cột bên đây ta sẽ nguyên hàm hết. Thì mình sẽ có một cái ví dụ nhanh ở đây, đó chính là gì? Lượng giác. Thì mình đặt ví dụ ở đây là mình đặt đây là sin x đi, mũ là e mũ hết đi chẳng hạn. Rồi
thì sin x ta sẽ đạo hàm, nó sẽ ra là cos x. Rồi bên đây là mũ của nó cũng chính là em x luôn, thì tương tự cos x đạo hàm là ra trừ sin x. Rồi bên đây cũng tiếp tục là em x, thì như các bạn thấy cái cột lượng giác đó ta cứ đạo hàm mãi, đạo hàm mãi thì nó sẽ không bao giờ trở về không được, bởi vì nó cứ là một cái vòng luẩn quẩn của lượng giác mà thôi. Chúng ta để ý ở đây đó chính là các bạn để ý kỹ cho mình đó, nếu như cái biểu thức khi chúng ta đạo hàm nó trở lại biểu thức ban đầu, nếu như nó chứa sin x ở đây mà khi chúng ta đạo hàm nó cũng trở lại cái sin x như thế này thì chúng ta biết đó là khi chúng ta phải dừng lại. Bên đây tương tự, thì bên đây khi bên đây đã dừng lại thì với bên nguyên hàm cũng sẽ phải dừng lại theo luôn. Tức là sao, khi chúng ta đạo hàm nó ra giống như biểu thức ban đầu thì ở bên nguyên hàm ta cũng phải dừng lại. Thì đến đây ta cũng làm tương tự, mình nối hai cái chéo lại với nhau. Các bạn đặt cho mình xen dấu là cộng trừ xen dấu, cộng trừ xen dấu, cứ cộng trừ xen dấu mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ đến với một câu ví dụ, chính là tính cho mình tích phân y bằng nguyên hàm của sin 2x em mũ trừ x. Rồi đến thì để tính nguyên hàm này thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng ở bên đây như chúng ta đã làm lúc nãy. Hai bên đây là u và đây là dv, chỉ là hai cái u của nó là sin x lượng giác phải đưa lên trước, còn dv là em mũ trừ x. Thì lưu ý cho mình bên có u chúng ta sẽ đạo hàm xuống, đây chính là gì, cos 2x nhân với lại 2 bên đây thì chính là bằng nguyên hàm lên là em mũ trừ x chia cho trừ 1 là dấu trừ ở đây. Và tương tự cho mình bên đây chính là bằng 4 lần sin 2x nhân dấu trừ lần trước, đúng rồi. Khi ta nguyên hàm trừ của em mũ trừ x lên nó chính là em mũ x, là em mũ trừ x chia cho trừ 1 nữa mà nhân với trừ 1 đây nó là hết. Rồi thì bạn thấy nó đã trở lại cái ban đầu của nó không? Rồi thì chúng ta biết là chúng ta phải dừng lại chỗ này. Mình sẽ để các cái tích chéo ở đây. Các bạn để cho mình dấu cộng và dấu trừ. Dấu cộng rồi dấu trừ. Rồi vậy chúng ta sẽ suy ra được nó chính là gì? Y chính là bằng cái đầu tiên để dấu cộng lên trước, luôn luôn để cái dấu của nó lên trước. Sin 2x nhân trừ của em mũ trừ x. Rồi, đây là cái đầu tiên, và cái thứ hai là dấu trừ 2 cos 2x nhân em mũ trừ x. Rồi mình ghi dấu trừ đây. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ rút gọn cái dấu của nó chính là bằng cái gì? Chúng ta sẽ có lại trừ của em mũ trừ x là nhân từ chung sẽ là sin 2x cộng 2 cos x. 2 cos 2x. Rồi, thì cái là cái nguyên hàm cuối cùng mà cho tính được. Thì như các bạn thấy thì phương pháp này làm cực kỳ nhanh luôn. Tính nguyên hàm thì chúng ta chỉ tính trong tầm khoảng từng 30 giây trở xuống thôi thì tính rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ đến với dạng cuối cùng của nó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đến với dạng thứ ba. Đây cũng chính là dạng phức tạp nhất trong ba dạng. Chính là gì? Dạng 3. Thì bạn lưu ý cho mình, dạng 3 nó sẽ có tên là dạng 3 nó sẽ có tên là logarit và đa thức. Logarit set đa thức. Rồi, thì đây chính là log đa lượng mũ, thì đây chính là hai yếu tố đầu tiên, logarit và đa thức. Thì tại sao nó phức tạp? Bởi vì như thế này chúng ta cũng làm tương tự nó, chia thành hai cột, nó một bên chính là đạo hàm. Và một bên là nguyên hàm. Thì bên đạo hàm mình sẽ đặt nó là u và bên nguyên hàm mình sẽ đặt nó là dv. Rồi, thì bạn lưu ý cho mình như sau, ở đây đạo hàm log đa lượng mũ, logarit đứng trước nên là bên đạo hàm của nó sẽ là logarit. Còn bên nguyên hàm của nó chắc chắn là đa thức. Rồi, các bạn lưu ý cho mình, ở đây thì điều mà nó khó ở đây, mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này thôi. Đó chính là gì? Nếu như logarit mình lấy một cái ví dụ là lnx, bên đa thức mình sẽ lấy là x. Thì bạn lưu ý cho mình, bên đạo hàm thì chúng ta chỉ đạo hàm hết, và bên nguyên hàm ta cũng chỉ nguyên hàm hết luôn. Đạo hàm của lnx là 1 chia x. Nguyên hàm bên đây lên là x bình chia cho 2. Đây, thì bạn thấy cho mình, 1 chia x khi chúng ta đạo hàm xuống thì nó sẽ ra ở trừ 1 chia x bình. Thì như các bạn thấy thì chúng ta cứ làm mãi 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 mãi, nó sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ dừng được. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì bây giờ nó sẽ chúng ta cần đến một biện pháp tốt hơn, đó chính là gọi là nhân vào rồi rút gọn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp gọi là nhân vào rồi sau đó là rút gọn. Để mình giải thích cho các bạn cụm từ nhân vào rút gọn là như thế nào. Thì bạn lưu ý cho mình, thì đây chính là cái đề mình gạch qua chỗ này đó. Thì cột đầu tiên thì mình sẽ dạng này thì mình phải chia từng cái hàng nó ra. Đây là hàng đầu tiên là gồm có lnx và x ở đây. Rồi tương tự hàng thứ hai
thì chúng ta có một chia x và bình chia 2. Rồi như bạn để ý cho mình. Bây giờ thì cách dễ nhất là chúng ta sẽ nhân lại với nhau. Đây, nhân vào. Thì khi chúng ta nhân lại, thì các bạn lưu ý cho mình, khi chúng ta nhân vào với nhau thì chúng ta thu được đó chính là bằng x chia 2. Đây, nhân vào, dòng đầu tiên chúng ta là phải nhân vào, là lấy một chia x nhân x bình chia 2 thì ta thu được x chia 2. Rồi bây giờ chúng ta phải rút gọn. Thì rút gọn nó nghĩa là gì? Thì bây giờ mình phải tách ra x chia 2 như thế này, chúng ta phải tách nó ra thành tích của hai phần tử. Thì mình sẽ chọn nó là, mình có thể chọn nó là 1 và x chia 2 cũng được, hoặc là 1 phần 2 và x, cái nào cũng được hết. Thì ở đây mình thích cái 1 và x chia 2 hơn thì nó dễ hơn. Ở đây là 1 và ở đây là x chia 2. Rồi đây chúng ta đã xong cột thứ hai. Bởi vì bạn lưu ý cho mình thì cái thao tác nhân vào này nó thuộc cái hàng thứ hai này luôn, nó không tạo ra hàng mới nha các bạn. Rồi mình để dấu chấm 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 luôn đi. Rồi thì chúng ta sẽ tạo ra cái này và tiếp tục mình sẽ đạo hàm tiếp. Ở đây đạo hàm là số 1, đạo hàm của 1 là 0, nguyên hàm của x chia 2 là x bình chia cho 4. Đó, các bạn lưu ý cho mình như thế này. Bây giờ mình sẽ nối các cột chéo. Thì cái, chúng ta sẽ bỏ cái đầu tiên của bên đây, thì mình sẽ lấy cái lnx mình nhân với lại x bình chia 2 thì mình nối thành một đường thẳng. Thôi ở đây do một chia x, x bình chia 2, 1 và x chia 2 cái này đều thuộc một hàng, cho nên chúng ta sẽ lấy cái số cuối cùng ở dưới đây là số 1, mình sẽ nhân tiếp với lại x bình chia 4. Thì bạn nhớ cho mình, chúng ta sẽ đan dấu cộng dấu trừ. Ở đây là dấu cộng, đây là dấu trừ. Thì từ cái này mình sẽ suy ra được đó chính là gì? Nguyên hàm của lnx, lnx nhân với lại x, đây là dx, chính là bằng cái gì? Lấy lnx nhân với lại x bình chia 2. Rồi sau đó là dấu cộng mình trước. Rồi bây giờ mình đưa dấu trừ ra. 1 nhân với lại x bình chia cho 4. Cái này chính là bằng cái gì? Mình đặt x bình chia 2 nhân tử chung. Lnx trừ 1 phần 2. Đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Như các bạn thấy thì cái dạng này thì nó khó hơn cái trước một tí. Là chúng ta phải nhân vào rồi chúng ta tách ra để chúng ta rút gọn. Rồi bây giờ mình sẽ đến một cái ví dụ giúp các bạn dễ hình dung hơn một tí. Mình sẽ đến với câu ví dụ cho dạng 3. Tính cho mình, mình sẽ đặt đây là y là bằng nguyên hàm của ln x bình nhân với lại x trừ 2. Rồi thì để xử lý câu này cũng không quá khó. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nguyên hàm mũ cột như sau. Thì mình sẽ chia làm hai cột. Bên đây là u, bên đây là dv. Chia ra cho mình. Rồi, ở bên cột U thì chúng ta làm gì? Chúng ta tính đạo hàm của ln của x bình phương. Rồi bên đây thì dv của nó chính là x trừ 2. Thì bạn hiểu ngầm cho mình, ln của x bình phương chính là bằng 2lnx. 2lnx như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính đạo hàm. Chính là bằng 2 chia x. Nguyên hàm lên. X bình chia cho 2 trừ cho 2x. Rồi, bây giờ thì dòng đầu tiên chúng ta đã xong, mình sẽ gạch ngang một cái dòng. Rồi đến dòng thứ hai thì nó khá là rối bởi vì hai chiếc đã không thể đạo hàm được nữa. Thì lúc nãy mình nói chúng ta sẽ nhân lại rồi chúng ta rút gọn. Nhân lại. Cái này bằng cái gì? Hai chiếc 22 hết đây là x. Còn sau là trừ đi 4. Rồi, thì sau khi ta rút gọn nó là x trừ 4 thì bạn nhớ cho mình, chúng ta có thể đặt thành tích của hai cái biểu thức nào cũng được. Mình cũng có thể lấy x trừ 4 chia cho 2, mình nhân với 2 cũng được. Hoặc đơn giản đây chính là 1 nhân x trừ 4. Thì bên đây mình sẽ đơn giản đây là 1. Bên đây là x trừ 4. Thì mình sẽ kẻ một hàng ngang nữa. Rồi mình sẽ giữ xuống dưới nữa. Rồi. Thì lưu ý cho mình số 1 đạo hàm là 0. Là chúng ta dừng được rồi. Ở đây x trừ 4. Thì nó của nó chính là bằng x bình chia cho 2 trừ 4x. Thì bạn để ý cho mình, việc chúng ta chọn nó thành tích của những cái đa thức nào, sau đó chúng ta đặt vào vị trí nào, đó chính là yếu tố quyết định đến độ dài hoặc là ngắn của cái bảng của các bạn. Rồi như thế này thì bạn chúng ta sẽ nối các đường chéo từ cái đầu tiên nối qua đường chéo cái thứ hai, và tương tự ở đây là số 1 mình sẽ nối qua đây. Bạn lưu ý cho mình nha, hai cái này chúng ta không đụng đến à, và cái này ta cũng không đụng đến. Rồi chúng ta chỉ nối cái đầu qua cái này và từ cái này qua cái này. Đây là dấu cộng, dấu trừ, thì y nó sẽ là bằng cái gì? Chính là bằng 2lnx nhân với lại x trừ 4. Rồi ở đằng sau là dấu cộng đằng trước. Rồi cái tiếp theo thì có dấu trừ, trừ cho 1
nhân với lại x bình chia 2 trừ 4x. Và mình rút gọn khoảng này chính là bằng cái gì? 2lnx nhân x trừ 4 trừ x bình chia 2 trừ 4x. Ở đây chính là kết quả cuối cùng chúng ta tính được. Thì như các bạn thấy thì phương pháp này cực kỳ hiệu quả cho những cái nguyên hàm nó phức tạp, hoặc là bạn có thể dùng cho thuyết phân cũng được, các bạn chuyển thay các cái cận vào nữa thôi là xong. Và cảm ơn đã xem, nếu họ thấy video mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.